Dạ, em xin chào tất cả anh em ha. À, em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Chim Sắt Lưới Thắng nha bà con. Em với anh Nhi lên tiếp cho anh em một lượt hai cái máy Mitsu D nha anh em. Mitsu D 800 mét kim. Hôm nay có mét kim luôn, mà em biết này D800 hay D mấy em cũng biết luôn. Này D8 mấy Nhi? 800 luôn hả? Hai cái Mitsu D800. Rồi nhờ anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo nha. Bây giờ trước tiên là em quay cái máy này đầu tiên nè. Rồi em xin quay trước. Rồi chi tiết em sẽ quay thật là kỹ cho anh em cũng như bà con cô bác mình nhìn cho nó dễ ha, cho nó rõ. Rồi em tắt nó cái đi. Trước tiên là cái máy nó về đây. Áo gió, thùng dầu đầy đủ. Nhưng mà nó có một khuyết điểm lớn ở đây là cái thùng dầu bị nứt ở đây nha anh em. Cái máy này thì bên em sẽ hàng lại cho anh em cũng như bà con cô bác mình ha, để em thấy cái thùng dầu nó còn khá đẹp anh em. Cái thùng dầu của nó gì nè, nó em sẽ hàng lại với em sửa cái này để em gắn cái lượt nè. Hiện tại nếu mà cái lợi gì thì bên em gắn cái lượt không được, nhưng mà em sẽ sửa luôn cái phần này. Hàng rồi nó sửa được. Hàng lại xong rồi mình đóng mình mới sửa được, còn nếu không đóng gì thì nó sẽ lúng cái này vô nè. Bên em hàng này lại cho anh em mình ha, chứ nếu mình tháo bình dầu ra mình bỏ thì uổng anh em ơi. Còn ngoại hình nó thì gì đây, kết nước thì bên em bao kết nước anh em mình không có lủng không xì, mà chắc chắn 100% là không lủng không xì luôn á. Cái này bị có test sẵn hết trơn anh em ơi, sợ khi mà đem tới chỗ mình khi mà nó lủng nó xì á đổ lại nó mất cái thời gian của anh em mình, rồi bởi nên cho em đổ nước vô thử trước. Thôi máy em vô quỷ em. Ai kêu mở ra dặn vô em thử bằng nước áp suất nước không à? Ủa mà này cái nào mở này phá à? Đó cái này phá mở trời phá bé ra rồi mở hả? Đừng vũ anh nha Nhi, đừng thấy anh già nhẹ da vũ anh nha trời, sao bé quay ngang ba nói gì á? Nhớ quay ngang hả? Cái này quay ngang gì đúng chứ anh em ơi, Nhi nó nói em vậy đó em cũng biết nha, nên là phá lên là xuống là phá. Quay ngang là mở. Đừng vũ giữ vua anh nha. À, ngoại hình máy nó thì giờ đây bô e bô lửa đầy đủ hết nha nè, bô e bô lửa đầy đủ. Có cái nút kết nước này thì nó không có nè, cái này nó không có. Cái nút châm nước á, cái lóc nó thì gì đây. Mà anh em lưu ý là cái máy này em báo luôn những bộ phận em mở ra này ha, mở mặt gầm trước là một điểm, rồi điểm nữa nó tới hai cái điểm mở rồi anh em ơi. Du một cục đạn giống đạn bắn chim có gì. Rồi nhờ em nghiêng ra sao giùm anh này, đâu trước rồi đi dán cái đùi lên cho anh ấy. Ừ đúng rồi, anh phải coi đùi không à. À bánh trớn thì nó xài chung với là D75, mà D800 nó xài chung với D75 nha anh em. Cái thêm một chỗ nữa là anh em lưu ý ha, máy này bên thợ của em là có rút nắp thì lắp ra sấy xuống bắp nha anh em, là hai điểm là có mở mặt gam trước, mở nắp thì lắp luôn. À, bên trong thì dên cốt là nguyên bản anh em, không có đụng tới phần đó. Rồi nhờ em bỏ xuống mình đây. Để cái này em quyết định là bán rẻ cho anh em mình về bơm nước mà. Đặc biệt là cái dòng này sẽ biết kim. Mà thật sự giống như lời của Nhi nói này, em cũng xin nói thật sự nha, là bên em công khai cái sự thật, bên nào là thay nào là báo cái đó. Chứ nếu như mà cái này mà nói về cái góc độ mà kỹ thì Nhi nó giận con ốc. Nếu mà em không nói anh em cũng khó nhìn thấy lắm rồi nè. Nhưng mà cái này đã rút nắp lắp nè, rút mà nó rút rồi anh em. Nhưng mà rút thì mà nó rút mình không có lương tâm này nghiệp mình không có nói dốc, lương tâm không có dốc được, làm ăn lâu dài mà. Rồi sao hút thuốc nữa rồi, máy này thì để đồng đôi ruộng thì thoải mái luôn. Cái này nó được con cái anh em, biết bê tông lớn bành kia luôn, 82 ly, mạnh hơn hết hết 80 mình, nhưng mà được con cái là nó dày bạc đạn. Rồi bây giờ để em nhờ Nhi quay test cái máy cho anh em mình nghe tiếng máy ha. Mắt hơn chút đỉnh đi, sao này không chạy còn nó ngon hơn nhiều. Có cái tay bẻ còi nó bị chuột cạp hay gì nó gãy hết khúc rồi. Cái dòng bé kim này anh em chạy nó rất có to dầu. Mà đem nó đời này nó xài đạn. Rồi xài đạn thôi, anh em xài rất là trướng.
có trái đèn, cái dòng mít xu này nó dở cái trái đèn nhất, em hay nói hoài nó bằng mũ, nhưng mà trái đèn mũ hả, cọ cọ nhau là ông bể giúp đi 800 có tầng 82 ly là nó bằng cái công suất, nó bằng cái 1S85 mình đó nè. Không biết sao khác đẹp quá trời luôn, bông bóng nó còn trong xe luôn. Bằng cái 1S85 mình đó, công suất là bằng 1S85 mình, nhưng mà được con cái là nó chạy đạn. Anh em nhớ lưu ý là chạy đạn là anh em xài nó bền với quay nó rất là nhẹ. Mà con có rất là nói chung cái này là zin hết ha, không đụng gì tới. Là còn rất đều luôn. Nước sơn hả? Ừ. Mình tới lúc nắng mà qua bên lốc mình liếc rồi. Đúng rồi. Nhìn thì nói chung cái máy em nhìn sao mà nó bị gỗ chứ sao có. Đúng rồi, chắc em nghĩ là chắc cái bô gì cái e nó vô anh em ơi. Mình giả ra mình rất là tiếc, nhưng mình phải can thiệp. À, nếu mình không có mở ra mình sấy thì nó cà sẹp. Nó nghe đây mình làm rồi thì bà con cô bác gì yên tâm mà cứ chạy thôi. Rồi nhờ em test lại gáy giùm nó nhi. Cái máy này cái tay bẻ cò nãy nó bị gãy hết khúc rồi nè. Bẻ nó hơi khó hơn tí xíu. Hơi khó hơn so với cái nó còn nguyên bình thường. Cái quay nó có khúc này nè. Cái quay quăng á. Với cái nọ nó đóng cỏ lắm đó. Quá tật luôn. Cái này nó rất tiết kiệm dầu. Nếu cái bô này nó còn quá đẹp nữa. Cái bô này được con cái là nó bảo vệ cho mình, lỡ mình chơi sức mình đụng vô nó không bị phỏng nè. Mấy cái dòng đời bạc đạn nó khôn đó, đặc biệt là của Mitsu. Rồi em lên tiếp cho anh em bà con mình, em quên báo giá luôn chứ. Cái này vì lý do là bên em đã bung rồi, anh em nhớ lưu ý nha. À, thông thường là Mitsu D65 anh D800 anh em biết rồi đó, tầm 6 triệu mấy. Mà riêng cái em này bung rồi thì em tính anh em 5 triệu 8 em bao ship nha. 5 triệu 8 D800 bích tông 82 ly bé kim, 5 triệu 8 em bao ship. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em ha. Còn anh em mua tại chỗ thì 5 triệu 4. Rồi tiếp tục là cái anh này là cũng D800 nè. Anh này thì ngoại hình anh xấu, ngoại hình anh xấu, nhưng mà cái anh này là hoàn toàn nguyên si, hoàn toàn không bung mở gì hết nha nè. Mà cái áo anh xấu, nói chung là nhi xấu mà sao anh xấu gì đó. Trời ơi, ai đổ thùng dầu dữ gì. Cái lược rất là đẹp nhưng mà nó nứt lần này nha anh em. Em không nhìn thấy gì hết, em chỉ thấy nước và nước. Máy này như vậy, đúng không? Đúng rồi, máy này là thừa về xả dầu là nó chạy anh em ơi. Thừa về xả dầu chạy, ngoại hình thì nó về đây. Cái đèn thì nó bị mất bóng, mất cái chá bên ngoài. Mà cái vỏ này nó cũng gì nè, nó nguyên mà nó lắc lắc. Cái dòng Mitsu này nó vô duyên dữ anh em ơi. Không phải mình nó vô duyên nhưng mà nó làm cái chá bằng ngủ. Cái độ chịu lực của anh không có, nhưng mà em nghĩ là lúc đầu là anh rất là đẹp nha. Nhìn nếu mà xuất xưởng ra thì nhìn nó rất là quay phong, giống như mấy người mua mặc cái áo phung vinh vung vinh vung vinh hình nhầm tướng hòm trong bụng nó xíu. Còn này mặt gam nó gì đây, nhưng mà được con cái là cái máy này nó ghim toàn tập anh em ơi. Cái này nó nguyên ghim toàn tập luôn. Nó kết nước nó gì đây, kết nước còn đen thui, lắp phải lắp cũng là bé kim luôn đó. Không quên cái này là số gì năm đâu. Em nằm đâu? Nhìn như nó nằm ở bên đây nè Nhi ơi. Bên đây nè, em bỏ xuống mà nè. Rồi sao nó trèo lên đây rồi quay cái nó rớt rồi sao ta? Số gì nhỏ xíu rồi xíu rồi trời. 07405 bây giờ anh em ơi. Cái số gì nó làm nó cũng hà tiện nó trời ơi. Không mày chơi nhìn số dung tích bên đây đi. Thiệt em biết. Đây 700 nè. Cộng 35 30 36 nè em ơi. 36 đúng rồi. 36 36 nè em.
Mua gì này đi. Vậy là này đi 700. Hả? Còn đây để gì? Cô ơi, mình đâu có à. Cái này nó để đây gì nè nè. Đó. Mình đó để 700. Để 700, còn ở đây nhìn không thấy gì chứ hai thằng lúa với nhau nè, này để đi 800. Cái lóc nhìn thấy không? Có nè, đây nè. Thấy vô gì đâu ông. Cái này 0414. Này 04114. Để dưới là 4802. Ừ, nhìn cái nào dễ dễ đi. Mấy vô khó thì cũng nhìn. Mà sao hai xác này sao nó bằng nhau cho người ta. Rồi em nhìn thấy gốc này thì nó để là D700 anh em. D700 biết kim. Mình lụm nó cái coi. Rồi lụm đi em ơi. Nãy giờ anh ngứa rồi, ai mà dán dán cái đùi trong mặt anh là anh chịu không có nổi. Nó lật đó mày ơi. Lát lát, trời ơi đang chạy nó lật. Không có cây nằm gì nè. Ừ, dán rồi. Ừ, anh không mệt gì chứ á. Cứ dở lên đi. Ừ, dở mới mệt chứ thằng. Này anh em bơm nước một cái là tới công chuyện luôn. Nó rất là mạnh anh em ơi. Hồi nào giờ em tưởng là mít su cái bê tông nó nhỏ ai đâu, nó bự lắm. Hôm qua có mít su kia là hết nổi. Cái máy nè, cái máy nguyên bản anh em. Ngoại hình hơi xấu một tí xíu nhưng máy nó không nguyên bản. Đó, tiếng thì thầm của anh đó. Lụm rồi để em quay kết nước cho anh em bà con cô bác mình coi nha. Mấy cái dòng bé kim nó ra cho em tiêu rất là tạch anh em ơi. Cái này thì nó không còn nước xanh nó, mà cái này nước trắng tươi. Cái này ngay cái người khách lúc trước chắc cũng kinh tế khó khăn nè. Không kinh tế khó khăn thì cũng nói chung là cũng hà tiện chi tiêu tiết kiệm. Đó. Nguyên bản máy này thì nó nguyên si. Bên em không có can thiệp gì hết nha anh em. Nắp lắp thì nó rất là đẹp vậy nè. Đó. Nhưng mà cái áo sống thì giống như mấy người mà chất lượng người ta có nhưng mà ta kinh tế khó khăn. Mặc áo cũ gì thường thường hay mấy thằng nhà giàu không mày. giả bộ giả bề ngoài nhìn khổ lắm anh em ơi. Nhìn nó te tua tơi tả nhưng mà gửi vô rồi vậy, tiền nó gửi ngân hàng một đống không anh em ơi. Còn cái này là anh em nhìn thấy cái này là cái đồng tiền nước nè. Nhất nữa nằm đây. Em là một thằng khổ nhất bầy anh em ơi. Đây bé kim rồi em xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái này nãy nhìn là cái tem nó là D700 anh em ơi. Bị này nó mất trước nhưng mà cái lốc nó đóng là D700. Cái này em bán cho anh em là 5,7 triệu em bao ship luôn ha. Cái máy này là nó nguyên zin. Cái này là em bao zin anh em. Còn anh đó thì có gút nó phải lắp. À sấy nhưng mà mặt găm trước. Anh em nhớ lưu ý giúp em ha. Còn anh này là nguyên zin. Nhưng này là D700, còn đó là D800. Cả hai đều bét kim hết. À, giá hai cái là cái này 5,7 triệu, cái kia 5,7 triệu em bao ship. Còn nào làm được nguyên cặp thì alo giùm em nha. Cái dòng này anh em xài thứ nhất là bền, thứ hai là nhẹ quay. Đặc biệt là dung tích nó rất là lớn anh em ơi. Rồi, em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Anh em nào làm được cái máy nào trong hai cái máy này thì alo giùm em. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi nó gãy rồi, nó bươi rồi. Chí một bầy vậy nè. Chào đó, anh em ơi.